Ok, 5 đều game cuối. Duy Sơn. Hai anh Nhật. Yamamoto. Mày làm, mày tổ chức, mày phải bình tĩnh, mày làm dùng. Nhưng mà không. Em không có tiền anh ép em được, anh dù phải chửi em muốn nhịn anh, nhịn lắm. Chỉ xuống cái nồi em cũng đâu sợ đâu, anh đúng là đúng thôi. Mình đúng bỏ. Nhưng mà nó đâu chửi, nhưng mà nó đâu chửi em đâu. Nó xuống chửi. Chửi cái gì? Chửi là con cặc á, là cái gì chửi. Tôi nói nhau. Thôi Sơn, chửi là con cặc là chửi. Con chửi đâu, có chửi đâu đâu. Không? 30 giờ. 15-30, 30-15. Rồi 6 năm, Hiển Duy.